Vừa qua, công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn SCC đã mở bán đợt 5 giai đoạn 1 dự án Phố Đông Village, chính thức giới thiệu những sản phẩm nhà phố đầu tiên ra thị trường. Với tổng diện tích trên 41 hectare, mật độ xây dựng 24,09%, Phố Đông Village là khu đô thị hiện đại với những ưu điểm nổi bật như nhà ở đa chức năng, phù hợp để ở và kinh doanh. Theo thống kê, tỷ lệ tiêu thụ mỗi đợt mở bán của Phố Đông Village luôn đạt gần 90%. Trong đó, sản phẩm biệt thự phố vườn với giá trị phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình luôn tìm được chủ sở hữu 100% ngay sau lễ công bố khoảng 2 tuần. Đợt này, so với 4 lần trước thì chúng tôi bổ sung thêm một cái sản phẩm mới, đó là loại nhà phố vừa ở vừa kinh doanh. Trong tổng số quy hoạch 546 căn nhà liền thổ thì chúng tôi chỉ có 98 cái mẫu nhà phố này thôi. Và đặc biệt trong đợt buổi sáng hôm nay chúng tôi đưa ra bán 17 căn. Sở hữu vị trí đắc địa ngay đầu mối giao thông trọng điểm miền Nam, gần quy hoạch ga Cát Lái của tuyến Metro 2, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện. Trong thời gian tới, nhà phố tại Phố Đông Village hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút và đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng của thị trường.